hồi đây cho ngủ còn mẹ mang kiểu sức khỏe còn yếu á. Thôi sẵn làm luôn. Còn bên đây là canh cá lóc. Cá lóc làm gì cô? À, nấu canh cải nè. Cá lóc nấu canh cải, trời ơi ngon ha. À, mua cho ba con ngày hôm qua nấu canh chua cho Kim Chi con bé nè. Còn nhiều ba con mà 50 nghìn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với anh Mộc Đồng đang có mặt tại huyện Vị Thủy của tỉnh Hậu Giang. Và chắc có lẽ là cô bác quý anh chị thấy hình ảnh này khá là quen. Đây là ngôi nhà của bé Kim Chi, một cô bé tí hon hàng ngày đến trường trong một chiếc gỗ nhựa cùng với lại bó rau của bà nội. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại anh Mộc Đồng có dịp trở về lại vùng đất Hậu Giang này và qua đây để tiện thăm lại gia đình của ông bà nội bé Kim Chi và em ha. Cũng nhận được một cái thông tin đó là sau thời gian cách nhà 2 tháng thì bé Kim Chi có một số cái biểu hiện là bệnh cảm á cô bác anh chị, và cũng nằm viện gần 5 ngày nay rồi, 5 hay 10 ngày gì đó. Bùi Hồ cũng chưa có nắm rõ về thời gian. Tuy nhiên thì em bây giờ cũng đã về nhà rồi cô bác anh chị, và cũng sức khỏe cũng ổn định rồi. Vì bé Kim Chi là một cô bé bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ nên bệnh tình của bảo hiểm y tế lo hết, chỉ tốn 8.000 đồng thôi. Đó là thông tin Bùi Hồ cùng với anh Mộc Đồng nhận được từ ngày hôm qua. Và ngày hôm nay đến đây cũng rất là vui, đó là một cái ngôi nhà lớn ở đằng trước được kiên cố rồi. Thì ông bà nội cũng dần luôn cái mái nhà dưới, và không biết ở trong nội thất thì như thế nào. Mời cô bác quý anh chị cùng vô trong với Bùi Hồ cũng như là anh Mộc Đồng ha. Chúng ta thấy ngôi nhà rất là sáng cô bác quý anh chị. Ngôi nhà này cực kỳ sáng luôn. Và ngôi nhà này là ngôi nhà mặt khải. Thông tin với cô bác quý anh chị là thời gian tới á, thì Bùi Hồ và các anh em á, cũng như kết nối với Mạnh Thường Quân cũng xây ngôi nhà có hậu á, cũng kết cấu kiểu kiểu giống như thế này, nhưng mà có cửa sổ nha cô bác quý anh chị. Đây là một ngôi nhà lớn. Vô đây quay lại cái ngôi nhà, gạch này là gạch giả gỗ ha. Gạch giả gỗ cô bác quý anh chị. Đây, cái bàn thờ rất là trang nghiêm và ấm cúng đúng không? Được đưa cái hình cao lên rồi đó. Đưa cái hình cao lên rồi đó cô bác quý anh chị. Lúc trước thì có cô bác quý anh chị bình luận là nói nên để cho cái hình nó cao lên tí xíu, không được khuất ở dưới cái chân hương á. Bây giờ cũng đã đưa lên, có một cái tủ nè. Còn bên đây là giấy khen của bé Kim Chi. Còn đây là trái dừa, dừa dứa. Trước đây đến đây thì ông nội cũng đãi hai anh em. Có nói là uống dừa này á, rồi nhớ rồi thì mỗi lần nhớ là đi xuống đây uống à. Chạy đoạn đường xa lắm, hơn 100 km, hơn 100 cây số á. Chạy này cũng phải đầy đến Cần Thơ không là 70 cây. Đây khoảng 40 cây là 110 cây số. Tấm màn cũ này, tấm màn mới này mới mua cô bác anh chị thấy không? Do mình cột lại thì nó đẹp nhưng mà thấy luôn ở trong, nên dần luôn một cái lớp màn ở đằng sau ha. Xích vô đi anh Mộc Đồng. Có ghế bố ở đây luôn. Còn đây là nơi ngủ nè. Lúc nãy thì Bùi Hồ có hỏi là rồi chú ngủ có bắt đèn lên em. Có mưa không? Chú nói trời ơi ngủ ấm lắm chú ơi. À, ngủ ấm mà vui nữa. Đó. Này cô bác anh chị thấy cái tivi nội thất nè. Này là cũng được phần quà của cô Vân ở Mỹ hỗ trợ cho đó. Ngôi nhà thì cũng sự chúng ta góp sức cũng rất là nhiều cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân ha. Nói chung là ngôi nhà cũng khá là gọn gàng. Hôm nay gặp cũng khá là mừng luôn. Hai cái nệm mà vẫn chưa sử dụng. Sử dụng một cái rồi cuốn lên đó anh. Cuốn lên. Đúng. Nhưng rồi. Mà tối thì đem xuống ngủ. Ừ. Rồi cuốn lên dọn gọn gàng sạch sẽ. Ừ. Đây là một cái bàn để pha trà đường để chắc để bán vòng vòng ở xóm hay sao nè. Đúng không anh? Không, cái kệ hồi trước giờ là cô chú không cần đi quán à. Để nhà cho chú uống á. Nhưng mà sao nhiều ly pha cho chú bán luôn hay sao á? Để lát nữa hỏi cô xem sao. Đây, cái máy đằng sau cũng xong rồi. Cô ơi. Đâu Tiêu rồi? Đây nè, chú ơi. Dạ. Cô. Khỏe không? Khỏe chú ơi. Dạ, cho con đeo cái mic cái. Con chào cô. Cô nhớ anh này anh gì không? Anh này tên gì? À, anh này nghèo nhất. Một đồng. Chú này nghèo nhất là một đồng. Ở bên nay có chú Út hả? Dạ không, hôm nay có hai anh em của con xuống đây à. Đứng con nét. Trời ơi trời. Tưởng đâu là bẻ gần chục dạ, trái luôn mà có hai anh em. Đó rồi bên nay nó hơi cứng cứng rồi. Rau diếp cá này là cô sáng nay cô hái đúng không? Đúng rồi, hái ngoài nhà. Vườn hôm trước đúng không? Hái chấm nước thịt kho à. Dạ. Mấy ngày nay chú có đi giăng lưới gì không? Giăng lưới hay là để côn không? Có kìa, được mới cái mà Vinh rộng. Dạ, dân lưới hay để côn? Dân lưới, côn giờ hết nước là treo cây lên này. À, cây côn là cây đẩy dưới nước con cá nó chúi xuống cái mình lấy cái nơm mình úp lại.
À, mà bữa nay là con thấy cô chia cái máy này đẹp á. Cái máy này tổng cộng hết là mấy trăm triệu. Trời ơi, làm đâu 10 ngày mới rồi. Làm mấy trăm? Làm nhà hết 150 ngàn tiền đinh. 150 ngàn tiền đinh, chứ không phải 150 triệu nha. Hai vợ chồng tự làm nhà luôn hả? Làm nhà hết trơn. Ê, khoét nó hay dữ vậy. Ừ, đó có mượn kéo cắt. Trời ơi, trời ơi, ổng làm đâu gần 10 ngày mới gọi chú ơi. Dạ hả? Ô, không gian bếp ấm cúng rồi chưa? Thịt kho. Ờ, cái lò đó là hồi nào á? Cái lò đó làm lâu lắm rồi, đặng sao mà con không con nhà thấy? Đó. Cái lò này tính ra là có chưa được 100 ngàn đó. Làm là bao lâu rồi? Cũng 3-4 năm về chú. Chú tự đắp hay chú tự xây luôn hả? Tôi tự xây. Gạch hay là bắt đất? Lên mạng ấy rồi coi cái đất hay gạch cho con? Không, xi măng. Xi măng hả? Nửa bao xi măng với 60 gạch tiểu. Trời, cô tự xây luôn? Tự xây. Đây là nồi thịt kho lá mít. Ở trên quê của Đồng Tháp, của Bùi Hồ thì có thịt kho tàu hay là thịt kho rượu hoặc là thịt kho lá chuối. Ở đây thì có lá mít nè, thấy không? Thịt kho lá mít là một cái món ăn mà hôm trước Bùi Hồ cũng có đăng lên cho cô bác anh chị đây. Thịt kho lá mít rất là ngon nha. Trời, miếng thịt này nó làm cho vàng á, đúng không cô? Không vậy, đi nằm bệnh viện thử cũng hơi thèm rồi mới chiếu lại thôi, sẵn làm luôn. Còn bên đây là canh cá lóc. Cá lóc làm gì cô? Nấu canh cải nè. Cá lóc nấu canh cải, trời ơi ngon ha. Mua cho ba con ngày hôm qua nấu canh chua cho kim chi con bé nè. Còn nhiều ba con mà 50 ngàn. Ủa rẻ vậy, nay cá rẻ vậy ta? Tại vì ta thấy nó vậy, người ta vừa bán vừa cho á, chứ 100 mấy ký lận. Ba con cũng gần cả ký rồi chứ. Ba con này là 700 gram mà người ta nè còn gặp con. Cô bác anh chị thấy đây, quan trọng nhất là không gian bếp nha. Biết người đó như thế nào, nghe thấy từ bông kinh kít không? Cô trà cái đất nồi mà nấu bằng củi mà trà nó bông như thế này thì biết sự gọn gàng ngăn nắp của cô như cái tấm con nồi này là cái nhà trên kia người ta cắt rồi cái. Nhưng mà này là cô nấu củi đúng không? Ta không xài. Trà bằng gì mở bóng vậy, tiết lộn ngon rồi không? Cô trà bằng gì mở bóng như vậy? Cái cước á. Cước dưới lại không gì? Thả lưới ra ông lụm cái cước mà người ta trà. Ta trà bu lưới rồi đó, rồi cái mình ta làm ba sổ cũng trực ra bỏ mình lụm mình xài lại. Bông chim kít luôn á, chỉ dính lọ hơi hơi thôi à, dính không? Không dính luôn. Mấy cái này mà phải nói vậy là kinh khủng lắm. Cái tấp này là ở trên nhà trên đó, người ta không xài, người ta cho mình. Ủa cái này là cô dần bẩn này rồi nó thì khói lên nó không đóng cái tên. Lửa nó ấy sợ nó bắt lửa không? Không. Rồi để lá dừa ở trên này nữa nè. Cái này cái lò này gì là nó bích dịch vậy, nó đâu có ấy lửa trên này nè. Nó hút khói à, không khói nó bích dịch vậy, sợ khói nó. Này là đồng dừa cô đã nhóm lửa đúng không? Đúng rồi. Là cô bác quý anh chị biết sao có này không? Để Bùi Hồ nói như cô bác quý anh chị biết luôn ha. Đây là những cái cọng dừa. Cọng dừa này một phần là cô chuốt ra, cô lấy cô làm chổi. Cô bó chổi, phần này còn lại mà cái lá, cái cọng này làm chổi, còn cái lá này thì cô dùng để nhóm lửa. Và đơn cử như đây nè, ở miền Tây ngày xưa tiết kiệm. Ngày xưa là các cụ, các bà mẹ ở miền Tây là đa số biết bó cái chổi nó như thế này. Cô biết bó cái cọng dừa đó tôi tước tôi bó đó. Cây chổi này bó lâu lắm, khoảng cỡ ngày á. Và mẹ của em cũng biết bó cây chổi này nữa. Tứ cọng này nó hơi lâu thôi chứ bó thì nó nào ngày ngày cũng có cọng mà bó ngày 3-4 cây được. 3-4 cây được á. Mà cây này bán rẻ lắm. Tại vì bán được 30 ngàn á. Bây giờ thì sử dụng chổi này, lý do là cây chổi này á là để quét ở trong cái nền gạch đó. Còn để quét nền đất thì phải nền dùng những cái cây chổi dừa này. Có nghe từ cây chổi cùng không? Cái chỗ cùng là nó quét riết mà nó mòn, nó gãy mấy cái này nè. Gãy cái còn tới đây còn cùng luôn, gọi là cây chổi cùng. Bởi vì ở miền Tây nó có sử dụng một số từ khá là dễ thương, đó là sao mà mình nghèo như cây chổi cùng vậy. Có nghĩa là cái chổi mà nó còn không quét được luôn á. Cái chổi gọi là cây chổi cùng. Cùng có nghĩa là cục á, cây chổi cục á. Rồi bây giờ muốn hỏi thăm cô tí xíu nè. Hổm ngày tí xíu nữa còn lại hỏi thăm với Kim Chi. Hổm ngày cuộc sống gia đình của mình sao rồi? Ổn rồi chứ, có nhà rồi không có lo gì nữa hết, chỉ lo tiền mình đặt giặt vậy đó. Giờ hổm gài con bé nó cũng bệnh rồi, thử gao gác giờ cũng không có bán. Hổm gài là bệnh là tốn được 8 ngàn hả? Tiền ăn tiền uống đặt giặt thôi chứ tiền nằm viện này nó không có. Là cứ nghe nó 8 ngàn mà.
Thì 8 ngàn nữa. 8 ngàn chắc mua cái sổ. Có 8 ngàn à. Rồi mỗi ngày mình phải mua đồ ăn lặt vặt cả 100 ngàn. Dạ. Thì những bé nó ăn không. Nằm mấy ngày? Nằm hết 8 ngàn. 8 ngàn. 8 ngàn, 100, 800 ngàn gần cả triệu bạc. Nằm ở đâu cô? Ở viện Nhi ở bên tỉnh Hậu Giang nè. Ừ, bé bị ho hoài ha, cái phổi bị yếu luôn. Mới lần đầu nó ho, nó sốt. Ừ. Rồi cái thấy vậy thôi, nghe đồn ấy, bây giờ nít vô trong Covid nhiều quá. Ừ. Rồi không đi đi bác sĩ tư hết 5 ngày nó mới quằn quại vậy đó. Cho nên đi liền là khỏe rồi? Ờ, đi liền thì nó khỏe. Nên là ở cái chi là cô phải đi vô bác sĩ, nó không có đi vô bệnh viện chính hoặc là bác... Nó không tốn bao nhiêu tiền à? Đi quằn quằn trị không đúng bệnh rồi cái tái đi tái lại hoài. Rồi nói nào nghe đi, ở bên đây nè, chị Hằng đồ vào người ta cũng cho mượn 500 triệu đồ đặng bỏ theo, không có đóng gì hết. Rồi bây giờ còn tiền trong túi không? Chắc cũng còn được trăm... Còn sổ tiết kiệm còn giữ mà đúng không? Còn y nguyên à. Dạ hả? À, không dám mấy mẻ đồng nào chơi. À. Ồ, chắc cũng được vài chục. Bây giờ bệnh là còn thiếu nhiêu tiền? Hả? Bệnh á? Bệnh à? Cái bệnh của nó thì đâu có... Thiếu nợ, còn thiếu nợ ngoài không? Hả? Cô á, còn thiếu nợ ngoài không? Thì cũng còn chắc cỡ 2 triệu. Thiếu 2 triệu hả? Tại mượn đặng đem theo chi phí rồi cho nó đó. Rồi cái tiền đóng cho chuyển phí 500 thì đi về người ta trả lại rồi ra mua thuốc cho nó 300 mấy 400. Không có mà xài vậy nhiêu chứ. Yeah. Vậy là còn thiếu là khoảng 2 triệu ở ngoài. Mượn tay mà là mượn sao cô? Tại gần đó, người ta có cho cơm từ thiện á. Nhưng mà cô mượn là cô mượn sao? Cô mượn trả góp hay là mượn người ta cho mượn không? Trả góp. Mượn trả góp hả? Cô... Chú bởi ông mượn tiền, mượn cách làm sao? Ờ, mượn thì tới chừng nào mà mình lãnh lương cho bé thôi, hoặc là chừng nào có trả chứ bán đồ đồ có gom là trả lần hết cũng được chứ không có trả góp, không có lời lãi gì hết á. Ừ. Ta cho mượn không vậy hả? Ừ, cho mượn không chứ không phải trả góp ha. Không. Cháu nó đây vậy người ta, mấy người ta có tiền á, người ta không cho nhưng mà người ta cho mình mượn, người ta không có lời, không có gì chơi á. Rồi thiếu nợ cô lo không? Thì lo lần lần, học cũng không thấy không lo gì, tại không có tiền lời chứ mà người ta cũng rộng rãi rồi, bé nó hết thì tôi... Dạ? Ờ, chị đi làm đồ đặng kiếm thêm ít ít, trả người ta lần lần. Ví dụ như người ta nói giờ chị Út bên đây nè, chị nói thôi bà có 500, bà cầm trả tôi 500, 200 cả 200. Vậy là cô mượn mấy người nè, nói con biết. À, dì Bảy, bà dì Bảy nó chồng dì Thành á, là nó cho mượn 2 triệu. Bà dì Tám nó cho mượn 1 triệu, với bên đây chị Út cho mượn 1 triệu. Là 4 triệu. Sao nói con 2 triệu? 2 triệu đó là người ngoài. Còn chị em chừng nào có trả hay là mượn trừ cho nó cũng được. Chị em là mần trừ được, còn người ngoài là mượn trả là sao? Trả, mượn người ngoài thì mình mượn, mình trả mượn tiền rồi mình trả lại. Còn chị em thì chị em mượn thì nó cũng có giường hay nè, rồi ảnh xịt thuốc nè, rồi còn đẩy đóng đất. Rồi bây giờ chú đưa hả? Bây giờ con hỏi con câu nè. Hả? Con thiếu 4 triệu. Mẹ hả? Khét. Chị xỉu rồi, xỉu. Đang nói chuyện khét. Nghe mùi thơm. Ồ lộn, mùi khế. Nước dừa nó mau cạn lắm, đi rửa xong này lại. Nước dừa nó mau khét lắm. Ừ, mau cạn. Thất bại rồi. Để nói chuyện. Bây giờ con hỏi cô, để cô ấy giùm con cái. Bây giờ anh về. Cô thiếu 4 triệu. Đúng không? Đúng. 2 triệu là người gia đình làm trả. Đúng không? Còn 2 triệu là mượn người ngoài, là hỏi mượn có tiền lời không? Không. Chuyện nào có, ví dụ như mà có 500, trả 500, trả lần lần cho bé, cho người ta vậy đó. Không có tiền lời? Không. À, không có tiền lời được, còn có tiền lời con xử lý khác. Yeah. Rồi, mà coi như coi nợ là, có thể cô bác anh chị nợ là động lực đó. Thiếu nợ rồi cái mình làm nhiều hơn, còn cô mà không có tiền lời cũng đỡ. Mà vậy mình mới thấy được cái tình thương của cô bác anh chị ở xóm giềng đây á, dành cho cô ở đây. Thì thôi, cứ để cho cô lao động từ từ ha. Thì bây giờ cũng có thể được hỗ trợ mạnh tiền trích quỹ mình được quân hỗ trợ được. Tuy nhiên thì thôi để cho cô cứ lao động từ từ. Bùi hồ sợ nhất là cô hỏi có tiền lời đóng ngày 50, 15 ngàn, 20 ngàn á. Có vậy không? Không, không có đâu. Không có đúng không? Không giấu nha. Không, không giấu đâu. Nha anh Đồng. Đúng rồi. Ừ. Con hỏi lần nữa nè.
Mượn 2 triệu ở ngoài là có tiền lời không hay ta cho mượn không? Ta cho mượn không à. Dạ cho mượn mà không. Mà có nhiều cầm trả nhiều chứ không cần trả đủ 2 triệu. À. Vậy là được rồi. Còn anh... nhỏ em trong Vị Thanh nó mượn thì nhà nó đây, nó ra vườn đây nè, rồi đẩy đống đất này, rồi xịt thuốc để phân đồ cho nó đang trừ. Rồi những cái kia là làm công trừ, còn bán rau được nhiêu dồn nhau để trả. Để trả. Rồi đợi từ từ tính. Rồi bây giờ như thế này, tụi con mới còn ở đây mấy ngày nữa. Bây giờ cô nấu đi đấy, nồi kho khét rồi giờ. Nói chuyện cứ không là ở đây không phải là tại cô mà tại Bùi Hồ nhiều chuyện quá trời nhiều chuyện. Con chào chú. Dạ, chào chú. Dạ. Đi uống cà phê chú ơi. Ồ, không được chú ơi. Sao vậy? Ồ, tại hồi nào cũng giờ quen rồi chú ơi, không có đi ngồi quán. Không đi con bao, có bữa nay đem nhiều tiền. Thôi. Hay có nhiều tiền, mấy chú cháu mình đi lần kia uống cà phê ly trà đường 5.000 à. Thôi được rồi chú ơi. Thôi, chú bao con. Sao thôi? Không tiền. Mày con bao chú. Mà thôi. Sao vậy? Hồi nào giờ quen vậy rồi. Quen như quen, bây giờ mình thay đổi thói quen thử nghe. Không thay đổi được đâu. Sao vậy? Nó quen vậy rồi. Quen vậy rồi. Đi uống cà phê gặp ngại hả? Dạ. Ngại sao? Ngại gì cũng không phải mình để mình nói ngại gì mà đều để lo trong gia đình, trong trước ngoài sau vậy thôi. Chứ đâu có đi ngồi quán rồi xá gì. Thôi chú nói chuyện dễ thương của anh Đồng. Anh Đồng thấy sao? Thấy không phải nói chứ hiếm gặp người đàn ông thứ hai như thế này hiện giờ á. Mà con nói thật với chú á, con là một gỗ chú chơi vậy thôi nha. Thế thôi cứ giữ cái chất vậy thật. Cứ giữ cái chất vậy uống cà phê giờ nấu ổ giờ pha ngon hơn. Ta nói ăn cơm với vua thua ăn cơm với vợ. Đúng không? Dạ. Nên là nữ là sáng vợ đập cho ly cà phê uống xong xuống sông thả lưới đúng không? Dạ. Rồi kiếm cơm rồi đi hái rau nữa về nhà cho vui. Chứ đừng nói mai mốt mà đi uống cà phê, ai ngủ đi uống cà phê uống, cái cô đổi thừa con nữa. Bùi Hồ xuống đây ngủ chú đi uống cà phê nữa. Dạ. Vậy vui chú ơi ha. Dạ. Uống cà phê ở đâu cũng uống mà. Ở nhà tiết kiệm chăm cháu luôn. Dạ. Dạ. Ở đây là sao mình không lót gạch. Không khả năng chú ơi. Nhìn cô bác anh chị nhìn cái nền đất ha. Mà nó sập đôn luôn anh một đồng. Mát lại à. Nhưng mà gì nó mát nha. Cái hơi đất ở dưới nước, ở dưới lên á. Nó mát lắm. Nên là nữ cái ở đây đừng nên lót gạch nó thật á. Chỗ này tại mưa nó không dột. Ồ thì thôi ha. Có dột chứ? Dạ không. Nhưng mà cái mái trên kia nó dột không? À, nếu mà mưa nam nó dội vô trong cái vách rừng đó là nó chảy xuống. Nhiều không? Chảy cũng ít. À, ha. Dạ. Tết năm nay rồi dự được có dự tính ăn Tết sao không? Chưa biết nữa chú ơi. Có sao mình dùng vậy chứ dự gì giờ không? Có nồi thịt kho lá mít là ngon rồi. Dạ. Ăn với lại chấm với lại gì? Dưa muối hả? Dưa cải. Dưa muối đó. Là hạnh phúc rồi. Ta chỉ cần vậy thôi. Ở ngày ba của bé Kim Chi có điện về không? Đồ lo buồn không có hỏi cháu nữa. Dạ. Vì nằm bệnh viện hết 7-8 ngày. Trời ơi ra vô gầu nhức xương luôn. Gầu lo. Sao nhức xương? Người ta nhức đầu chứ sao nhức xương? Hả? Gầu ra vô lo lắng cháu lâu hết bệnh rồi bỏ công ăn đi bỏ học hành. Thua bạn bè thấy cũng buồn. Rồi chú cảm ơn chú. Dạ. Chi ơi ngủ rồi. Chi ơi Chi ngủ rồi. Ngủ từ sớm giờ chú ơi. Vậy hả? Dạ. Thôi để cho ngủ. Còn mê man á. Kiểu sức khỏe còn yếu á. Nói chung là cái trạng thái của cơ thể của Chi á. Dạ. Nó so với những cái bạn khác á, cùng trang lứa thì nhỏ nhắn hơn tí xíu nên cũng dễ bị tác động của cái môi trường bên ngoài á. Chỉ cần thay đổi thời tiết tí xíu thôi là bệnh đúng chứ. Dạ. Ví dụ mà trời mà đang nóng mà chuyển sang lạnh là cơ thể của Chi phản ứng liền luôn. Bệnh cảm sốt liền luôn đúng không anh Đồng? Đúng rồi. Thôi thì cũng cố gắng chứ biết sao giờ. Ở nhà có đứa cháu. Sáng nay cô còn đi bán không? Sáng nay cô có bán không? Sáng nay cô có đi bán không?
Dạ. Tính dài, bé nó bệnh là tính dài gần 20 ngày vậy đó. Không dạ. có làm rau, không có trồng rau lại. Dạ. Nhà lo trà chăm cho nó. Có mơ ước được hết số nợ không? Có mơ ước ai trả hết số nợ không cô? Thì cái cảnh như vậy thì tôi cũng ước, nhưng mà điều thôi thì nợ gì cũng không lấy. Chè dòng cháu nó đã qua cơn rồi thì nó hết bệnh rồi, chị mà lần lần lại trả cho người ta cũng được chú ơi, không có lo. Dạ. Thấy cô bác láng giềng ở đây người ta cũng nói chung gần mượn tiền xài thì không có, chứ đâu bệnh hoạn thì người ta nhanh tay lắm, đã cho dạ. mượn. Dạ. Thì có nhiều người ta cũng giao gọng, có nhiều trả nhiều cũng không lo. Dạ. Mà qua kim chị nói sao chú không quay lại thăm con. Ừ. Nói vậy. Thôi ngủ để cho ngủ. Qua cái nói chú điện cái nó mừng quá trời mừng luôn. Ờ vậy hả. Nói ừ chú. Sao bệnh rồi. Kim chi bệnh không điện cho con? Có nhắn tin qua đó, nó không cho. Ai? Nói chú đi các nhà cho người ta, chú bận rồi. Nó nói vậy á, nó không yeah. cho, nó không cho chị nhắn. Chị lén chị nhắn gặp, bắt được thì nhắn nó như bình luận vô á. Hình như là bình luận vô chú Út á, chú một đồng vậy nè. Rồi nó gặp cái nó khóc, nó la, chú bận rồi, chừng nào chú qua, nó vậy á. Dễ gì nó cho điện đâu, mà thấy cũng không đến đổi. À, thì có gì khó khăn cứ nói với con. Thì khó khăn cũng không bằng hồi trước, mà bây giờ thì nó gặp chú tới giờ khỏe nhiều lắm rồi chú ơi. Khỏe dữ lắm rồi, sao sao nè. Sao đi, để thôi nồi, lo nồi thịt kho nữa. Khỏe dữ lắm, khỏe luôn. Đây có nhà cửa kín đáo rồi, lớp nào cũng còn hỏng, cũng còn ít để mà cơm gạo đồ đó. Rồi bữa hỏng có ở trên Bình Dương ta cũng có xuống người ta cho đó. Hết một phần quà cũng bộn à. Rồi mấy cô phụ nữ ở đây cũng quyên góp gạo mì đồ, nói chung ra là cái ăn thì nó không có thiếu. Yeah. Người ta cũng cho mình đủ ăn vậy. Tại con bé đợt này nó nhập viện cho nên mới hết tiền, chứ thôi cũng còn mấy chú cho nó cũng còn gom gom lại, đâu dám xài. Mình làm ngày 20-30 mình xài thôi, còn số tiền đó là phải để dành. Rồi cái mấy bà nói trời ơi không ai như bà này hết trơn á trời, có tiền mà không đi làm đẹp lại ở đó mà đi mặn mụn cho mệt. Nói trời trời xui quen rồi vậy đi. Đẹp. À, ngày hôm nay á, thì đến đây thăm gia đình của cô chú với lại bé Kim Chi. Cũng chúc mừng cho cô là bé Kim Chi cũng khỏe lại rồi. Và dần dần ngày nữa cho ăn thịt cá nhiều vô tí xíu, uống sữa nhiều vô tí xíu. Đâu, ăn trái cây á, đừng uống sữa, mới khỏe đừng nên uống sữa. Là khỏe lại à, không sao hết á. Rồi con lần trước thì con có làm sổ tiết kiệm gửi cho cô rồi. Cô có gửi tiền cho con để mà con nhờ bạn của con là Toàn á, Toàn vui vẻ á. À, để mà mua cái hai cái bảo hiểm y tế, cô nhớ không? Dạ. Yeah. Rồi hôm nay là con Toàn gửi cho con xuống đây Toàn gửi cho con, gửi cho cô với chú. Yeah. Vì một số thông tin cá nhân á cô bán gì, nên là nỡ không có quay cận cảnh được. Đây hai bảo hiểm của cô với chú, giữ cẩn thận. Dạ. Yeah. Dạ có rồi đó. Dạ yeah, cảm ơn nha. Nên chắc mấy chú kẹt chứ. Chứ là mà cũng hơi lâu lâu rồi, chắc có rồi, có bảo hiểm rồi. Dạ. Vậy mấy chú cũng là kẹt công chuyện rồi, không có đem vô giao được. Dạ. Thôi chắc vậy, giữ cẩn thận nha cô. Dạ. Thôi vậy cũng mừng rồi. Dạ. Cảm ơn mấy chú nha. Có bảo hiểm giữ cẩn thận. Các nhà hảo tâm với những tấm lòng vàng mà gắn mà giúp đỡ tôi thoát qua cảnh này, cái tôi mừng quá chứ thôi. Mà đợt này mà còn cái cảnh kia rồi, lớp nào bé nó bệnh cái nữa chắc tôi khóc không khỏi luôn á. Nhờ vậy nó cũng đỡ quá, rồi cũng đỡ phần nào. Cho tôi xin gửi gắm lại những tấm lòng vàng với những người hảo tâm, với các cô chú anh chị giúp đỡ cho gia đình tôi và bé Kim Chi. Cũng có ngày hôm nay quá đỡ nhiều rồi, 10 phần là giảm đi hết 90. Dạ. hết 9 này còn có 1 à. Dạ. Từ từ rồi mình cũng làm để thoát cái cảnh nghèo. Rồi cái sau khi mà tôi cũng gắng cố gắng để mà làm để thoát cái cảnh nghèo cho các cô chú anh chị và mạnh thường quân các trong nước và ngoài nước ủng hộ cho bé á. Rồi đặng cho các cô chú anh chị vui.
hôm nay bất ngờ là lâu lắm rồi anh em tụi con trở lại đây. Khi mà thấy được cuộc sống của cô chú ở đây có sự phấn đấu và vươn lên thì anh em của con rất là mừng. Khi mà chia sẻ qua clip này thì cô chú Mạnh Thường Quân khi mà xem được clip này cũng rất là vui mừng, bởi vì cái sự phấn đấu của cô với chú vươn lên, cắt được thêm một cái máy nữa nè, và những cái bếp chén nè, tre ở trên nữa nè, giờ rất là sạch sẽ luôn. Tuy nhiên như Bùi Hồ sớm có nói đó, một cái nền đất như thế này mà nó rất là sạch, sạch hơn những người mà ta đang ở gạch luôn nữa. Đúng rồi, mát lắm. Cái hơi đất nó mát lắm. Thôi thì anh em của tụi con cũng xin chúc mừng cho gia đình của cô chú, được quý Mạnh Thường Quân chung tay hỗ trợ cho cô chú để cho chấp cánh cho bé Kim Chi đến trường đến lớp, để bớt phần nào đó lo lắng. Rồi ngày hôm nay cũng trở về đây thì nghe Chi bị bệnh vậy thì cũng qua khỏi rồi, nên thành tử cũng mừng. Và thấy được gia đình của mình càng ngày giống như một đồng nói, càng ngày càng vươn lên. Không những là anh em của tụi con vui mà Mạnh Thường Quân cũng phải nói rất vui. Và người ta thường nói câu là rất là xứng đáng cái hỗ trợ cho gia đình của mình, cho cô chú vượt qua những cái cảnh ngặt nghèo. Lâu lâu thì tụi con cũng sẽ ghé thăm trở lại cái cuộc sống gia đình của mình như thế nào để biết cho cô chú anh chị biết luôn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là anh em của tụi con á cũng còn công việc, cần một số công việc giải quyết, nên là nữ tụi con cũng xin phép đi về và chúc cho cô chú sức khỏe dồi dào, năm mới an khang thịnh, chuẩn bị đón năm mới đầy sung túc nha. Dạ dạ, chào cô chú. Dạ chào cô chú.